Chúng ta quay lại với chương trình kể chuyện đêm khuya phần 2 của hiệp 1, xem lại quân Tào đột ngáo đột nhưng không giải quyết được vấn đề gì, đột một phương thẳng, đột theo kiểu tì người rồi truyền khó cho ngoài ra ngoài. Xem nào. Ở dưới em bị mất một thằng quen nào, bốn ngoài một trên này, Dũng nhà may nó không ném luôn, ném luôn là chết. Chắc đang kiểu đội bạn chưa ghi điểm anh em nào, hơi dối lừa tí. À, cả sân đang nhìn quân Cao thay giày, động tác của em rất cồng kềnh, gây sự khó chịu rất lớn với những người ngồi xem lại như anh. Rồi Dũng nào, đội hình vẫn thế rồi, đội hình vẫn thế chưa thay đổi, hơi lạ. Đáng là huấn luyện viên nên thay đổi người dần dần vì không biết bao nhiêu phút nữa, nhưng mà nên cho một người vào lên này. Lại một pha xử lý rất cồng kềnh của Quang, một pha coi như là sở trường ấy. Thằng ôi mẹ cố mới quả đéo, hai thằng cố ngu, hôm Quang thì về mẹ đi. Một pha xử lý sở trường của Dũng nhưng hiệu suất quá kém, nhưng có đấy có tác lỗi. Đấy là một cái điểm yếu của Dũng hiện tại, ham ném hơn nhưng mà lại không tập ném. Chỉ được cái ham ném thôi, còn lại là ném trượt. Còn hôm qua thì chắc đang định solo kinh học máy quay rất chuyên nghiệp đến từ bạn Linh. Chuyển yếu vậy đi, nhìn cháu sức khỏe Ngọc có điểm trợ được tốt lên thẳng phải lên, lên quả xấu đấy, lên quả nhìn chả có soft touch này, nhìn nó không, nó chả có cảm giác nhìn như thằng mày mới lên bóng rổ mới chơi bóng rổ đấy, hạn phải cho pro rồi đấy, trong đội to to đấy, đội hình chính của Lý đây cũng đúng như dự đoán thôi, ngoài An Lâm với là Dũng hai anh C to thì không biết mới, mình biết mỗi thằng C cao cao. Đấy, chuyện nhìn là lại anh Dũng thắng này, kinh Dũng con đã nhận ra điều ấy rất tốt. Rồi dập phút đập vô đập hơi non, quả vừa rồi ở bên Lý ba ông đánh ngoài cũng bị xíu, cũng bị xích cái các lỗi gì ấy Lý. Ừ, đây là kinh nghiệm của bên Lý, vàng đánh ngoài rất tốt nhưng mà phối chưa ấy lắm, đang bị dìu cánh với nhau. Được vậy Lý đéo tập ném các okay. Kinh đi hay cho bách solo của đội kinh sờ phim cũng rồi, mày trên không xử lý đi lại còn rồi còn đấy như bước. À, bước đúng không? Bước đúng rồi, phải bước đúng rồi.